Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 13 tháng 4, ông Tống Xuân Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định xác nhận lực lượng chức năng đang điều tra sự việc một xe ô tô 7 chỗ lao xuống sông gần bến phà Tam Tòa thuộc địa phận xã Nghĩa Trung. Bên trong xe có một người ngồi ở ghế lái được xác định đã chết. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ ngày 13 tháng 4, người dân đi đến bến phà Tam Tòa thì phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số Hà Nội đang nằm dưới sông nên báo chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã trục vớt và phát hiện bên trong xe một người đàn ông ngồi ở ghế lái đã chết. Danh tính nạn nhân được xác định tên D, 45 tuổi, quê ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera khu vực, xác định thời điểm nạn nhân lao xe xuống sông là vào khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 4. Trong xe còn có một điện thoại iPhone 14 và căn cước công dân mang tên của nạn nhân. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng, tạm dừng hoạt động của bến phà để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.